Lời đầu tiên, Minh Trang, Hữu Ý xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe luôn dồi dào, gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị, khả năng chế ngự nỗi sợ hãi khi đu mình trên vách đá dựng đứng, trong những khoảnh khắc mà tánh mạng được ví như ngàn cân treo sợi tóc của một vận động viên leo núi, chính là đề tài thu hút sự nghiên cứu về não bộ của các nhà thần kinh học. Và dĩ nhiên sau khi trải qua quá trình chinh phục, cảm giác được đứng trên đỉnh núi, nhìn thế giới được thâu gồm trong tầm mắt là một cảm giác tuyệt vời. Cũng giống như vậy, bản lĩnh chế ngự và hóa giải những phong ba bão táp của đời sống trong quá trình xây dựng hôn nhân gia đình chính là sự chung thủy. Và dĩ nhiên, hình ảnh của hai ông bà già bên nhau như hình với bóng, siết chặt tay nhau sau 50 năm, 70 năm đến hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này, chính là hình ảnh tuyệt vời nhất để tôn vinh giá trị vĩnh cửu của tình yêu của gia đình. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị thưởng thức bài tình ca Nghìn Thu Điệp Mại, sáng tác lời Hữu Ý Minh Trang, nhạc Tùng Lâm Phi Lực. Qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồng Ngọc Diệp, một tiếng hát mượt mà truyền cảm trong giai điệu slow rock sâu đậm. Trời vô chú sư bên mong trôi trong vũ trụ hôn anh bồi sơ sao bước đầu vào cuộc lữ mà nghìn thu đẹp mãi chuyện ngày xanh. Em như nắng dưới lòng anh mang ra bạn tình ca xoa dịu nỗi sâu như ngọn hải đăng cuối mùa gió động giúp thuyền anh vững lại giữa biển sâu. Về nhiều hướng
vậy một dạ thủy chung. Nhớ mãi nghe em dù đời nghiệt ngã, hai đứa mình vẫn một dạ thủy chung.